Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Review, và như tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nói về những chiếc iPhone. Tuy nhiên những chiếc iPhone này sẽ dành cho phân khúc giá rẻ bình dân. Tại sao mình lại nói là iPhone giá rẻ trong khi là Apple theo truyền thống thì hãng chỉ ra những sản phẩm cao cấp mà thôi? Thì xin mời các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Khi nhắc tới iPhone, đại đa số đều nghĩ về những sản phẩm sang chảnh, đắt tiền, ai cũng thích nhưng mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Tiêu biểu như iPhone X cũ giờ cũng vẫn gần 20 triệu, hay là iPhone mới sắp ra mắt chắc chắn sẽ lại trở thành một chiếc điện thoại đắt nhất trên thị trường trong thời gian sắp tới đây. Như mình có nói ở bên trên thì Apple mỗi năm chỉ ra mắt một thế hệ iPhone cao cấp mới, và để có thể có những chiếc iPhone dành cho phân khúc giá rẻ bình dân thì không có cách nào khác, chúng ta phải đợi chúng hạ giá, đặc biệt là những dòng sản phẩm cũ đã có khoảng 2-4 năm tuổi. Và ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang có những sản phẩm như là iPhone 5S, iPhone 6 và iPhone SE. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi xem hiện tại chúng đã rẻ tới mức nào, và với vòng đời lâu như vậy rồi thì liệu còn đáng mua hay không. Đầu tiên là iPhone 5S, siêu phẩm có tuổi đời dài nhất trong những cái tên mình vừa kể trên. Ra mắt chính thức vào năm 2013, tính tới nay nó đã có gần 5 năm tuổi, và thật bất ngờ khi chiếc máy này vẫn nằm trong danh sách được hỗ trợ nhận phần mềm của Apple. Cụ thể ở những video trước, mình đã thử nâng cấp lên iOS 12 cho iPhone 5S và kết quả thật sự khiến mình bất ngờ. Con chip Apple A74bit tuy đã cũ nhưng vẫn đảm bảo cho máy một hiệu năng vô địch trong tầm giá dưới 2 triệu đồng. Thậm chí máy có thể chiến tốt Liên Quân Mobile, Asphalt 8 và những tựa game phổ biến khác hiện nay. Về giá bán, hiện tại di động thông minh đang có những chiếc iPhone 5S phiên bản lốc giá cực sốc chỉ từ 1.590.000 đồng, đã được phích lên quốc tế, sóng sánh ổn định, nghe gọi thoải mái mà không cần tới sim ghép, khiến cho iPhone 5S trở nên vô cùng hot trong thời gian này. Nếu đang cần tìm kiếm một chiếc điện thoại nhỏ gọn, ngoại hình sang chảnh, hiệu năng mạnh mẽ và quan trọng giá rẻ thì chắc chắn iPhone 5S là lựa chọn số 1. Tiếp đến là iPhone 6, thế hệ kế nhiệm của iPhone 5S có sự nâng cấp mạnh về ngoại hình với màn hình lớn hơn, thiết kế mềm mại hơn thay vì vuông thành sắc cạnh như là iPhone 5S, tập trung mạnh vào trải nghiệm cầm nắm và sử dụng của người dùng. Hiện tại iPhone 6 đang có giá chỉ từ 3.790.000 đồng với cấu hình Apple A864bit, được trình làm vào tháng 9 năm 2014. iPhone 6 cũng chuẩn bị tròn 4 tuổi và đây chính là lý do khiến cho giá bán của sản phẩm này giảm mạnh tới như vậy. Mặc dù phải dừng lại ở cuộc đua hiệu năng, nhưng với mức giá tốt như hiện tại cùng với những điểm mạnh của nền tảng iOS, iPhone 6 vẫn nhận được một sự quan tâm không hề nhỏ của rất nhiều người dùng công nghệ. Nếu cảm thấy iPhone 5S hơi nhỏ so với bàn tay của bạn thì iPhone 6 sẽ là sản phẩm thay thế tuyệt vời. Và cuối cùng là iPhone SE, chiếc iPhone có tuổi đời trẻ nhất trong bộ ba, nhưng đây lại là smartphone có giá rẻ hơn cả iPhone 6. Cụ thể nếu muốn mua sản phẩm này, các bạn chỉ phải bỏ ra một khoản tiền hơn 3 triệu đồng một chút tại các showroom của Di động Minh trên toàn quốc. So với iPhone 5S hay là iPhone 6, iPhone SE là một chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh mẽ hơn rất nhiều với cấu hình tương tự iPhone 6S. Đó là con chip Apple A9, 1GB RAM, có khả năng chiến tất cả mọi thể loại game mới nhất hiện nay, trong đó có cả Asphalt 9, PUBG và Liên Quân Mobile Max cấu hình. Nếu bạn nào đang thắc mắc tại sao giá nó rẻ như vậy thì bởi vì iPhone SE chỉ sở hữu bộ ruột của iPhone 6S, còn bên ngoài nó hoàn toàn giống với những gì đang có trên iPhone 5S. Cùng với sự hàng nhiệt của smartphone cũ trên thị trường hiện nay, giá bán của iPhone nói chung hay là iPhone SE nói riêng lại giảm càng thêm giảm, tạo cơ hội cho người dùng công nghệ được sở hữu những smartphone họ mong muốn với khoản tiền hợp lý nhất. Trên đây là bộ 3 iPhone bình dân dành cho phân khúc giá rẻ mà mình muốn mang tới cho bạn ở video này. Một lần nữa mình có thể khẳng định rằng tuy đã ra mắt được 4 tới 5 năm nhưng những chiếc iPhone này vẫn đáp ứng rất tốt cho các bạn nhu cầu sử dụng hàng ngày, từ việc cơ bản nhất như là nghe gọi hay là giải trí xem phim, nghe nhạc cho tới chơi game. Chúng đều có khả năng ổn định cực kỳ tốt mà các bạn sẽ không thể tìm thấy trên một sản phẩm Android nào khác trên thị trường. Ngoài ra khi mua bộ 3 iPhone này tại Di động Minh, các bạn có thể yên tâm tuyệt đối với chất lượng với cam kết nguyên zin nguyên bản, nó không với thay vỏ, sửa chữa và thay thế linh kiện bên trong. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ được tặng thêm phụ kiện sạc cáp titan chính hãng, được bảo hành 12 tháng một đổi một, loại bỏ được vấn đề mua phải sạc dở, sạc kém chất lượng đang có rất nhiều trên thị trường. Và như vậy thì video của mình tới đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào cần quan tâm bất kỳ sản phẩm nào thì có thể truy cập vào website diệuongminh.vn hoặc tới trực tiếp các showroom của Di động Minh trên toàn quốc để được tư vấn cụ thể hơn. Và ngoài ra đặc biệt đối với chiếc iPhone 5S Lock với giá chỉ từ 1.590.000 đồng này có số lượng không nhiều, các bạn hãy qua sớm để sở hữu ngay một chiếc về làm máy phụ sang chảnh hoặc là để làm kỷ niệm. Bởi vì iPhone 5S sắp tới sẽ giống như là iPhone 4 hay là 4S, sẽ rơi vào tình trạng khan hàng, rất là khó để kiếm được chỗ mua. Và các bạn có đánh giá gì về bộ ba sản phẩm này, hãy để lại chia sẻ của các bạn ở ngay dưới video này để cho mình và mọi người cùng biết. Và ngoài ra cũng đừng quên bấm like, subscribe kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo gửi tới các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.